Hello, các bạn cho chơi xe được. Ui giời, cái màn này. Đi vào đây là chết này. Màn này là như màn cuối rồi. Trời, cái màn này có cả dung nham ở dưới. Ui, lật tung hết rồi lên. Ba sao. Nốt vào này nhá, nốt vào này nhá. Ok, này thì đứng được sao, nó giữ cho nằm đứng. Rồi có 2 gờ ở đây. 2 gờ xanh xanh này. My Angela. Mèo này cao quá. Chào anh Sơ Hàn. Để ăn xong to đầu luôn này. Game này lại không có cái thể trang bị nhỏ. Chỉ có cái dạng người to này. Đúng rồi, đầu to lên, to đẹp. Yes.
đồ to quá. Chưa hết à? Để xem mini game nào. Rất nhiều đấy. Chúng ta xem cái game thu ra về. Thầy vào game. Bắn sao nó chuẩn tâm nhỉ. À. Chạy đâu. Target destroyed. Mình có bom. Ui, double kill. Target destroyed. Top 1 vòng server mất rồi. Quay. 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 Trouble. Có rồi, nick chặt màn mới. Nãy không hiểu sao. Bắn ra khỏi map luôn. Win. Kèo này thắng rồi nó. Rainbow Gatton. Nhạc này hơi to đấy. Con chim nó kêu rồi. Nhạt mất rồi. Yes, đồng đô đi. Quá xuất sắc rồi. Ơ, vừa nãy đi qua không thấy, bây giờ lại thấy. Hey,
Swivel. Phần nâng cấp thêm một khẩu súng mới. Súng máy bắn mạnh. Đi mà. Khẩu này quá êm luôn. Rồi, hỏa lực mạnh không? Bắn đã không? Chết, càng quét luôn. Cho em nâng máu lên. Tăng máu lên. Súng lại yếu đấy. Biến thành rất là khỏe luôn. Biến thành vận động viên bóng bầu dục. Nó chết rồi. Hết kim cương à. Ta đi chơi Stickwall. Ok. I'll take care of this. Rainbow Story.
vào cái mix này. Màn này mới chỉ là màn 2 thôi. Ôi thì ra ăn những cái túi này. Nhỏ đấy. Ăn những cái túi này phát được tặng một kim cương. What the? Kikibidi. Looks good. Incisions, incisions. I feel nothing. Whoa. Do you know how to apply a tourniquet? Brings me nightmares. I think I need a transfusion. The bloody old... Ồ, 3 tiền rồi kìa. 4 mũi tiền không? Tổng cộng là 5 mũi tiền. Thật là đã. I live in a box. Chậm đi. Trời, phải game. Trong này không có ai. Chuồn thôi. Poppy. It broke. Rồi. That's no fun. Mommy ơi.
splendid job. Mommy has decided to give you part of the code for the train. Look. Take it. Mommy was hoping the game could last a little longer. It's okay, though. Mommy knows other ways to play with you. What? Đường đi sao lại xuống như thế này? Why? Đường đi như nào đấy?